Như vậy bản thân là trong cái này máy của thầy là thầy đã xài Outlook rồi nè. Đó, trên máy thì nó sẽ có cái tài khoản mà mình dùng để gửi mail đi. Tại vì trong cái Office thì nó sẽ hiểu rằng là mình sẽ sử dụng thông qua Outlook, nó mới hiểu. Chứ còn nếu mà mình thông qua Gmail thì nó không hiểu ở đây. Thầy lấy một cái mẫu sẵn đi cho nên dễ. Rồi, lấy đại một cái mẫu này đi. Name here. Tí nữa mình sẽ đưa cái tên vô đây. Mình sẽ chọn là công cụ ở đây. Ok, mình sẽ chọn qua là email message. Đó, test tạo một hai cái thôi. Còn nếu mà cái danh sách có sẵn giống như lúc nãy thì chúng ta cũng là tạo danh sách có sẵn. Ví dụ first name, last name. Rồi ở phía sau thì nó có cái phần email. Mà lúc nãy chọn định dạng lại cái bố cục nó bị nhảy lung tung có sao không thầy? Đúng rồi, cái bố cục mà nó đưa qua email thì nó sẽ khác bên Word tí xíu, không vấn đề gì. Rồi email như vậy mình đã có danh sách xong. Ok, đó. Rồi mình sẽ lưu lại với một cái tên gì đó, danh sách Tết. Rồi, mình sẽ chèn cái field vô đây. Insert, hồi nãy mình đưa vô là last name đúng không? Yeah. Last name. Đó, nếu cần thì mình xem lại first name. Ok, vậy chỗ này mình bị sai. Mình sẽ đưa vô first name. First name. Rồi, như vậy thì mình có thể có hai cách. Một là mình xem cái mail của mình. Hai là mình in cái mail ra. Yeah. Như vậy thì mình có thể xem thử là cái mail của mình đây, Quang Bình. Rồi, Mai Thanh. Đó. Rồi một cách khác là mình có thể in cái này ra. Đó, in ra máy in. Một cách khác nữa, cách thứ ba là mình có thể send email message. Như vậy khi các bạn send thì phải đảm bảo được là bạn phải có Outlook nha. Phải yeah. Cài Outlook gửi được, gửi thư được. Như vậy lúc này chúng ta sẽ chọn là send. Nó hỏi là send đi đâu? Send trong cái danh sách này nè, có cái email address. Thấy trong cái data của mình lúc nãy không? Dạ. Yeah. Rồi ok. Rồi cái subject. Substrate. Như vậy cái Word này nó chỉ là một cái file bình thường thôi. Vậy Substrate mình sẽ đưa ở đây là test. Cái này là mình tự đặt hả? Đúng rồi. Gửi mail bằng mailman. Đó, gửi mail trong quạt. Rồi gửi cho tất cả hay là gửi cho người nào, hay là gửi từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Karen là gửi cho cái trang hiện tại. Từ bao nhiêu đến bao nhiêu là số thứ tự hả thầy? Ừ, ví dụ như là nếu mà mình có 100 người, 1000 người thì mình gửi từ số mấy đến số mấy. Dạ. Đó. Như vậy thì nó đã gửi mail xong rồi đó.
mình qua mình check mail. Em thấy là rồi đây, gửi mail bằng mail mệt trong Word. Đây là nội dung cái file luôn nè. Như vậy là ổn rồi, thấy không? Nó cũng gần gần. Nhưng mà bên này thấy nó bút cục nó không có bị thay đổi mấy, còn như của em là nó sai hết luôn. Vậy thì tại vì bút cục của mình làm sát quá, sát lề quá. Sát lề quá cho nên là khi mà gửi qua mail thì nó sẽ bị nhảy bút cục do nó đẩy lề nhiều. Nhưng mà thực ra nếu mà gửi xong thì cũng không có vấn đề gì, biết cách như vậy là ok. Thì trong cái phần báo cáo của mình sẽ trình bày được cái phần này. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ là sẽ nghiên cứu cài thêm Outlook vô. Để em cài. Ok, add account vô. Ổn rồi phải không? Dạ, ok thầy. Rồi. Em cảm ơn.